Bão số 1 với tên gọi quốc tế là Talim vẫn đang đi sâu vào Biển Đông và tiếp tục mạnh thêm. Vào lúc 4 giờ sáng nay, cường độ bão mạnh cấp 9, giật cấp 11 và đang cách bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc khoảng 710 km về phía đông đông nam. Trong 24 giờ đầu thì bão sẽ đi theo hướng tây bắc, tốc độ từ 10 tới 15 km/h. Những ngày sau đó thì sẽ chủ đạo đi theo hướng tây tây bắc, hướng vào vịnh Bắc Bộ. Dự báo 4 giờ sáng mai, tâm bão mạnh cấp 10, 11, cách bán đảo Lôi Châu của Trung Quốc khoảng 380 km về phía đông đông nam. 4 giờ ngày 18 tháng 7 thì tâm bão mạnh cấp 12, giật cấp 15, nằm trên vùng biển phía đông của bán đảo Lôi Châu, Trung Quốc. Do ảnh hưởng của bão số 1, vùng nguy hiểm trong 24 giờ tới là từ vĩ tuyến 17 đến vĩ tuyến 22 độ Bắc, phía đông kinh tuyến 112 độ Đông. Bão số 1 với tên gọi quốc tế là bão Talim được dự báo khả năng cao sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới đất liền phía Bắc nước ta. Vâng, và diễn biến tác động cụ thể của bão thế nào? Thì chúng tôi hiện nay đang kết nối điện thoại trực tiếp với ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia để có thêm thông tin. Xin chào ông ạ. Xin cho biết là tới giờ thì chúng ta đã có dự báo cụ thể như thế nào về cơn bão số 1 này ạ? Vâng, thưa anh, thưa quý vị khán giả. Thì về cơn bão số 1 thì đây nhiều khả năng sẽ là một cơn bão rất mạnh, cường độ cực đại, có thể đạt cấp 12 và trên cấp 12 trong vòng 48 giờ tới. Về quỹ đạo thì bão di chuyển khá ổn định theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc với tốc độ khoảng 10 đến 15 km một giờ. Và khoảng ngày 18 tháng 7 thì bão sẽ vượt qua khu vực bán đảo Lôi Châu Trung Quốc, đi vào vịnh Bắc Bộ với cường độ cấp 12, 13, giật cấp 15. Và sau đó thì bão sẽ di chuyển hướng về phía đất liền Bắc Bộ trong giai đoạn ngày 18, 19 tháng 7. Đây là một quỹ đạo khá là phổ biến với những cơn bão trong giai đoạn ở giữa tháng 7 hàng năm. Tuy nhiên thì đến tận tháng 7 mới bắt đầu xuất hiện cơn bão số 1. Sau cái áp thấp nhiệt đới đầu tiên vào đầu tháng 5 thì có thể nói là năm nay cũng là bão muộn so với mọi năm. Và đây có lẽ là cơn bão sẽ đánh dấu sự bắt đầu của mùa bão năm 2023. Và thêm vào đó thì bão số 1 dù là cơn bão đầu tiên nhưng cường độ lại rất mạnh và có khả năng ảnh hưởng trực tiếp đến các khu vực đất liền nước ta. Do đó là cần tuyệt đối tuân thủ các cái quy định về ứng phó bão số 1 ngay từ ngày đầu tiên. Vâng, như ông vừa nói thì mặc dù là cơn bão đầu tiên thôi nhưng mà lại là một cơn bão rất mạnh. Vậy thì cụ thể thì nguy hiểm đối với đất liền và biển của nước ta như thế nào ạ? Vâng, về tác động của cơn bão số 1 thì có mấy điểm đáng lưu ý. Thứ nhất là trên biển thì tàu thuyền hiện nay còn rất nhiều, nhất là trong khu vực Vịnh Bắc Bộ, nơi mà tâm bão dự báo sẽ quét qua từ khoảng đêm 17, có thể đã gây ra cái gió mạnh cấp 10, thậm chí là vùng gần tâm bão trong ngày 18 có thể cấp 12, 13, được cấp 15. Và do đó thì các cái tàu thuyền cần phải thường xuyên giữ liên lạc và cập nhật dự báo để chủ động phòng tránh. Bên biển thì cần chú ý các cái khu tàu du lịch rồi khu neo đậu tàu tránh trú bão và các khu nuôi trồng thủy sản. Và ngay từ khi bão còn ở rất là xa ngoài biển thì trên khu vực đất liền thì có thể xuất hiện dông lốc sét ở rìa xa của bão. Và đặc biệt lưu ý là mưa lớn và gió mạnh ở trên đất liền sẽ xảy ra từ rạng sáng ngày 18 cho đến ngày 21 tháng 7. Và trọng tâm mưa thì sẽ là ngày và đêm 18 tháng 7. Và cũng phải nói là rất lâu rồi thì Bắc Bộ mới đối diện với một cơn bão có nguy cơ gây ra gió mạnh từ cấp 7 đến khoảng cấp 9. Cho nên là cần tuyệt đối không được chủ quan trong công tác ứng phó. Về lượng mưa thì tổng lượng mưa chúng tôi dự báo là cơn bão số 1 có thể đạt mưa trong bão có thể đạt từ 200 đến 300 mm và có nơi trên 500 mm. Do đó các khu vực đô thị là có khả năng gây ra có tình trạng ngập úng khi mà mưa cường độ lớn. Và cơn bão số 1 cũng có điểm đặc biệt là mưa sau bão sẽ còn kéo dài. Và do đó thì trong bão sau một thời gian mưa lớn rồi lốc nắng nóng thì khiến cho cái nguy cơ lũ quét và sạt lở đất cũng tăng cao ở khu vực Bắc Bộ trong ngày 18 tháng 7. Và trong đó đặc biệt các lưu ý các tỉnh như là Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Giang, Lào Cai và Yên Bái